Hi, mến chào thầy cùng tất cả các anh chị em và các bạn trong group. Hôm nay em sẽ có đôi lời giới thiệu về bản thân cũng như là quá trình tham gia hoạt động kiếm tiền cùng với YouTube của em. Về bản thân thì em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thế Ý, sinh năm 1991, hiện nay khoảng 28 tuổi. Em sinh ra ở Bình Định, ở miền Trung, và hiện nay đang hoạt động và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện là em đang là kỹ sư ô tô và đang làm việc cho một hãng ô tô trong nước. Rồi, còn về hoạt động tham gia kiếm tiền với YouTube của em thì em tham gia từ năm 2016. Thì lúc ban đầu thì em chỉ re-up và re-up thôi. Thì em thấy ai làm gì thì mình bắt chước làm theo, thấy cái gì hay là bắt chước re-up theo, nhưng mà không ra tiền trong một khoảng thời gian khoảng 1 năm thì hoàn toàn không ra tiền. Thì mãi đến 2017 thì em mới được biết đến khóa học của thầy Hiếu trong khóa Pro 8. Thì sau đó em đã tham gia khóa Pro 8 và được học những cái kiến thức nền cũng như kiến thức cơ bản cho quá trình làm YouTube của mình. Thì trong thời gian đó em bắt đầu hướng tới làm việc content. Thì khoảng nửa năm cứ kiên trì làm và làm. Thì kênh content của em không phải là show vlog nhưng mà cũng dạng kênh bán content thôi, chủ đề rất nhiều dạng nail hay là truyện tranh gì đó. Thì em cứ làm trong khoảng nửa năm thì bắt đầu có doanh thu. Thì em cũng rất là may mắn được sự giúp đỡ và học hỏi rất nhiều điều từ thầy Hiếu, nên quá trình kiếm tiền với YouTube của mình cũng gọi là có thành công một chút, nhưng gọi là chưa nhiều, thì chỉ với 3 con số thôi. Thì em hôm nay em đến đây để được cùng giao lưu học hỏi với các anh chị em trong group và được rất mong được sự chỉ bảo thêm từ thầy Dương Trung Hiếu. Và em mong em và cùng với toàn thể tất cả các anh chị em trong group sẽ đạt được những ước muốn và nghị định dự định của mình trong con đường kiếm tiền với YouTube nói riêng và con đường tự do tài chính nói chung. Đó là tất cả những gì quá trình làm YouTube của em. Thì thôi chắc em phải đi làm để trở đây. Thôi xin chào tất cả các anh chị em trong group nha. Và mến chào thầy và có lời cảm ơn đặc biệt đối với thầy. Chào thầy.